Rồi chào các bạn nha. Bữa nay tuần quay cái coi nhà của anh Hiếu các bạn. Có dạo thấy một cây mai cúc đẹp lắm. Giờ các bạn nào giao lưu về làm giống, coi khuế mạnh các bạn, về chơi bông cũng được. Cái này ương từ hột lên, không có ghép. Hello anh Hiếu. Vô đo coi anh. Giới thiệu các bạn anh Hiếu nha các bạn. Rồi chào chào cô dì chú bác 500 anh em. Chào 500 anh em ơi nha, coi cô dì chú bác ơi. Đây cây cúc này cúc nguyên thủy ương từ hột lên. Thấy em thấy có cái chùm bông mình từ từ đó em sẽ em quay cho cái anh xây nó rộng. Thấy chắc bông này chắc nó mọc cũng 2-3 hôm rồi, nó cái hoa này chắc 2-3 bữa rồi này các bạn. Bốc cánh nhiều cực kỳ nha. Cánh dây là các bạn. Đây. Cánh dây. Hoa đẹp các bạn, màu vàng đẹp ạ. Bữa nay đi coi này, cao bao nhiêu vậy anh Hiếu? Chiều cao cho tó mạch bầu là 65-66. Tán ngang 60-65. Hoành cây này thì không lớn ha. Hoành cây này khoảng tầm 13-14. Cái này chủ yếu là không? Chủ yếu là gì ạ? Chờ hoa. Cây rinh, cây hoa đẹp ạ. Cây cũng không nổi nu luôn rồi nè. Cũng già cây ha. Nhỏ nhưng mà dè coi. Nấu u, nấu nu lên luôn. Bắp rè đâu coi. 1, 2, 5 cái bắp các bạn. Đó. Một bắp là nó rè 5 bông hả? Có khi nhiều hơn. Rồi, có mạch bông cho các bạn xem luôn nè. Này mua về sưu tầm chơi giống nha. Lấy giống chơi các bạn. Cái này trồng luôn, đặt tên luôn. Muốn đặt gì, tên gì đặt. Rồi coi thử nhắm giá thử nhiêu anh. Cái này giá mình mong muốn giao lưu với các bạn là 600.000. 600. Giá 600 là giá mà tại vườn hả các bạn, chưa tính phí vận chuyển. Cái này vận chuyển chắc khoảng tầm 200.000 tiền cước nữa. Vì do là cái coi không bao phí nha. Không bao phí. Nếu mà muốn bao phí là cộng thêm khoảng 200-250.000 gì nữa. Nhưng mà lúc được mà lúc ship là chắc phải rút cái chậu ra. Rút ra bó bầu lại. Để cho nó nhẹ tiền cước coi. Đây rút ra nhẹ nhàng mà, cứ làm sao mà nó ổn định cái coi. Không về bóng có bông đèn hoặc đàn không rụng coi như là giữ gần như là giữ không bị hư rồi. Chỉ rút bỏ cái chậu thôi chứ còn nồi đất vẫn đỡ bình thường mà. Chịu khó quấn băng keo làm cái nồi rồi bỏ vô trong một cái bịch xong rồi quấn cứng lại chứ. Coi này em thấy cái da dế nó mập mạp rồi. Coi này búp rồi sai á. Coi này gì chơi tót được các bạn. Rồi anh Hiếu là chốt giá cái này là 600k nha các bạn. 600k là nếu mà 800k là bao phí ship à? 800 là bao ship. Tại ship cái này cao tiền này. Vậy được ạ. Nếu mà được các bạn mua cái này gì à chơi. Tôi thấy cây cây cành mập búp lắm các bạn. Cù, nếu mà thường bấm giống thì nó không cù này. Lá là khỏe. Mùa đây thì lá bắt đầu nó xuống lá rồi, chuẩn bị lạc lá rồi mà. Số điện thoại của anh Hiếu thôi đỡ trên đầu video luôn nha các bạn. Đỡ trên tựa đỡ video ạ. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Sao anh? Anh muốn bán cây nữa đúng không? Thì còn cây cúc nữa kìa. À rồi, vậy đâu em bấm tạm dừng rồi quay tiếp cây cúc nữa là video 2 cây luôn nha các bạn. Rồi các bạn, theo chân anh Hiếu ra xem, anh giới thiệu có một cây đang nở rài. Cúc này cũng tròn tròn, đẹp lắm các bạn. Cánh nó cứng cánh lắm. Rồi, mình xem.
mùa này nó rải hoa hơi nhỏ các bạn, nhưng mà cứng cánh lắm. À, nhiều tầng lớp, nhiều tầng. Cái này thích cả chục, chục lớp bông. À, đây 2 1 2 7 7 7 7 7 7. À, đang ra đọt này. Cây này các bạn sưu tầm về chơi các bạn. Cây cũng cây này chơi luôn á, có hàm tương lai luôn á. Cao như vậy. Cây này cao là 1m1. Tán ngang là hơn 70, gần 80 á. Tán ngang là gần 80 á. 80 hơn luôn á. Hoàn cây này cũng nhỏ tầm 10 13 nha các bạn. À, gốc lớn hơn một chân cái. Anh đỡ đỡ cái tay vô cho các bạn biết đây. Đó. Cây này giáng long rin của Bình Định luôn á. Cây trồng từ hạt luôn, không có ghép. Cây này mua giờ nếu bông đẹp đẹp tan được cho anh Hiếu. Được, cây này đẹp tan mà ai muốn đẹp tan cứ đẹp chứ. À, muốn đẹp tan gì đẹp đúng không? À. Giờ nó rải mà có hoa nhiều cánh. Đây mấy tầng vậy anh? Cái này thì quét rồi tầng rồi, cái như trụ cái đây kia. Cũng tầm 6 7 tầng này cho. Cây đài béo dáng nhiêu vậy anh? Cái này là mình giao lưu với các bạn là 800 không bao phí ship đó nha. 800 một cây cúc trồng từ hạt các bạn. Tết năm nay chơi đầy đủ tây tàn hết này, tây tàn coi như là chặt luôn á. Mới ra vườn mình rè cái bông mình nuôi mèo lớn anh. Không, vườn của mình thì nhiều cúc lắm các bạn. Đây quay sơ một số cây nữa cho các bạn coi, nếu có ai có ấy thì alo mình. Cây này cũng cúc này nhưng mà nó nở hư rồi. Đây đây bên này có mấy cây nè anh Tuấn. À. Quay mấy cây mạch bông, cây mấy cây này nè. Đây đó. Đồng vé vậy luôn hả anh? Hay là mấy cây đây? Đồng vé này coi như không có thể chơi sơ dịch nhưng mà không vé không nhiều, có thể giảm cho các bạn. Những cây nhỏ hơn thì có thể là 700. Ủa, bút chúng cục bi quá hả? Cây lớn hơn thì 900, nói chung là từ 7 tới 900. Này bút cây giáng long cao. Cây cao nhiêu vậy? Cây đây cao hơn khoảng tầm hơn 1m, 1m05. À. Hoành cái này lớn hơn cây nãy nè. Ừ. Hoành cái này đến 13. À này cái hàng này cái này, cây sát bên nữa nè. Hàng là hàng cúc hết á. Đây hàng cúc nè. Các bạn nào mà mua 5-7 cây rồi liên hệ luôn anh Hiếu anh chọn cho nha các bạn. Không, nói chung cúc ở đây là chuẩn. Bông chuẩn bông lắm. Những cái chậu này nó chưa có mạch hoa nhưng mà mình sơn là coi như là cúc hết này bạn. À, làm dấu ha. À, sơn làm dấu là à, đây các bạn, đây. À, đà, nói chung là cái vườn này là cây nào cúc là làm dấu. Đây như cây này cây cúc cũng có làm dấu nè các bạn. Đó. Đúng rồi. Rồi, dạ thôi cứ đợi em đợi cái số điện thoại. Chào tạm biệt của anh ai liên hệ thì anh giao lưu nha. Rồi chào các bạn nha.